Trong kế hoạch kiểm tra các đơn vị năm 2017, ngày 22 tháng 5, Đoàn Công tác Binh chủng Hóa học do Thượng tá Nguyễn Đình Hiền, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại quân khu 5. Đoàn đã nghe cơ quan chủ nhiệm hóa học quân khu 5 và chỉ huy đơn vị tiểu đoàn phòng hóa 78 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra về nhận thức, các luật, nghị định, chỉ thị, hướng dẫn của trên trong công tác phòng hóa, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành và kiểm tra thực tế về công tác quản lý, huấn luyện, thực hành chuyên môn. Đây là đợt kiểm tra toàn diện nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng tham mưu, chỉ đạo, huấn luyện phòng hóa chuyên môn, phòng hóa kiêm nhiệm, phòng hóa phổ thông, dân quân tự vệ phòng hóa, dự bị động viên hóa học và công tác kỹ thuật hóa học của các đơn vị thuộc quân khu 5, quân đoàn 3, bộ đội biên phòng. Kết quả đợt kiểm tra làm cơ sở để Bộ Tư lệnh Hóa học rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện phòng hóa, công tác kỹ thuật hóa học cho các cơ quan đơn vị hóa học trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.